Con xin chào tất cả các bạn và cô. Con tên là Vũ Mạnh Dũng, học lớp 4A2 trường học cự 4, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hôm nay con xin tự giới thiệu về buổi thuyết trình ngày hôm nay về trò chơi mê cung. Lý do con tạo ra trò chơi này là bởi vì con thấy mọi người cũng đã có một trò chơi mê cung riêng của mình, nên con đã tự sáng tạo ra một trò chơi với cung riêng của mình. Trò chơi này hoạt động như thế nào thì con mời các bạn và thầy cô nhìn nhìn lên màn hình nhé. Con sẽ dùng nhân vật Gobo để điều khiển những Gobo ăn những ăn quả chuối, bánh mì, bánh kem và bánh donut. Con sẽ sử dụng nút lên xuống phải và trái để điều khiển nhân vật Gobo. Sang level 2 có một con sang level 2 sẽ có một con bướm sẽ ngăn cản mình khi chiến thắng, và khi chạm vào con bướm sẽ chuyển sang phông nền game over và có nút chơi lại. Khi bấm vào nút chơi lại sẽ hiện lại và level 1. Khi con chạm vào lá cờ xanh sẽ hiện phông nền win và sẽ có một âm thanh nghe rất là dễ tai, và con thấy nhân vật nổi bật nhất trong 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 số các nhân vật là con bướm. Nhân vật Gobo chạm vào con bướm sẽ hiện lên màn hình thua, và con thấy khối lệnh nổi bật nhất là khối lệnh của không nền thành thua. Và trong trong lúc con sáng tạo ra trò chơi này thì con có gặp một khó khăn đó, đó chính là con bướm nó bay lên quá cao và hoặc là bay xuống quá quá thấp. Và trong tương lai, nếu có thời gian, con sẽ tạo thêm một level và tạo thêm nhiều nhân vật để tạo thành một chướng ngại vật khó khăn cho con. Con xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã nghe bài thuyết trình hôm nay ạ. Xin mời thầy cô và các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Mạnh Dũng đã chia sẻ về cái dự án của mình. Rồi, sau đây thì sẽ xin mời các bạn chúng ta sẽ chia sẻ về dự án của bạn Mạnh Dũng nào. Rồi, thầy mời bạn Phúc Lâm nào. Thưa thầy, là về phần thuyết trình của bạn thì bạn ấy tốt rồi, nhưng mà phần đồ họa của bạn ấy thì là cái màu của mấy công bạn ấy không được thích hợp cho lắm ấy à. Bạn ấy kẻ nó hơi bị méo mấy cả. Khi mà sang level 2 thì cái phần đồ họa của bạn ấy đã tốt hơn rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến của Phúc Lâm. Thế mời Hoài An nào. Con thưa thầy là bài thuyết trình của bạn ấy làm rất là tốt, sản phẩm của bạn ấy cũng rất là tốt, nhưng mà con cũng góp ý bạn đấy thì kẻ đường thẳng cho nó thẳng và đẹp hơn một chút thì bài nó sẽ đẹp hơn ạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của con. Thế mời Bảo Châu nào. Bảo Châu ơi, thầy mời con chia sẻ về Con dự thưa án thầy của bạn. là con xin phép là
mong là bạn ấy có thể chỉnh thành mê cung thành màu đen để nhìn cho dễ, và con thấy thuyết trình của bạn vẫn còn hơi ngăn ngứ ạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của Bảo Châu. Rồi, chúng ta vừa được lắng nghe bạn là Mạnh Dũng chia sẻ về cái dự án mê cung của mình, thì thầy giáo có nhận xét như sau. Thứ nhất đó là về cái phần thuyết trình, thì theo thấy là các cái bước thuyết trình của Mạnh Dũng về cơ bản là Mạnh Dũng đã trình bày khá là đầy đủ đấy. Đó, các cái bước thuyết trình đúng không nhỉ? Thứ hai là Mạnh Dũng cũng rất là tự tin, là mạnh dạn chia sẻ về cái dự án này của mình. Về cái phần thuyết trình thì theo thấy là Mạnh Dũng làm khá là tốt. Rồi, thầy khen Mạnh Dũng về phần thuyết trình nhé. Thứ hai là theo đánh giá về cái dự án cái game mê cung này của con. Thứ nhất là về đồ họa, thế như các bạn vừa nhận xét đó, chúng ta thấy là ở cái mê hình ảnh cái mê cung một của con ấy, con chú ý này, khi mình muốn tạo ra cái hình ảnh mê cung, chúng ta vẽ những cái đường thẳng, các bạn vẽ những cái đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng. Thầy có hướng dẫn các bạn là chúng ta nên sử dụng phím gì nhỉ? Phím shift. Mạnh Dũng chú ý nhá, con dùng cái phím shift khi vẽ những cái đường thẳng này thì nó sẽ rất là thẳng, được chưa? Nó sẽ không cái bị xéo thì nhìn cái hình ảnh của mê cung nó đã đẹp hơn. Đấy, tất nhiên thì là ở cái mê cung 1 thì nó hơi xéo hơn một chút, nhưng sang cái mê cung 2 thì các bạn cũng nhận ra là Mạnh Dũng đã vẽ cái hình ảnh mê cung 2 đẹp hơn, được chưa? Thứ hai, đó là về cái phần trải nghiệm sử dụng cái dự án này của con. Thì theo thấy là các cái chức năng ở đây chạy cũng khá là tốt, đúng không? Đánh giá về cái kỹ thuật lập trình thì theo thấy là các cái chức năng cho cái nhân vật thì theo thấy là con đã lập trình tốt, các chức năng chạy tốt. Chỉ có một cái đó là của con khi mà bấm một cái nút chơi lại ấy, thì nó cũng cái điểm cái kìa, nó cũng không về bằng không. Đấy, thì theo thấy là khi con bấm nút chơi lại xong nó vẫn chưa bằng không thì con lại bấm vào lá cờ, đúng không? Thì nó lại quay trở về cái điểm bằng không. Thì Mạnh Dũng chỉ cần sửa một chút xíu thôi là con vào cái phần ở cái nhân vật cái nút chơi lại ấy, con vào cái nhân vật ở cái nút chơi lại ấy, đúng như là chúng ta nhìn thấy không? Chúng ta sẽ có thêm cái khối lệnh đó là chúng ta bổ sung, nó bổ sung cho thầy giáo ở thêm đó là khi phông nền mà chuyển thành cái mê cung một thì con sẽ đặt cái điểm của nó, cái điểm thì con sẽ đặt nó bằng không thì nó sẽ giải quyết được cái tình trạng đó, đúng nhỉ? Đó, hoặc con có thể vào luôn vào cái nhân vật gobo của con ấy, đó, thêm cái khối lệnh là khi phông nền chuyển thành mê cung một, con thêm cái khối lệnh ở bên dưới ấy, đó là đặt cái điểm của nó về bằng không, đó thì nó sẽ là bấm nút chơi lại thì nó sẽ bằng không mà nó sẽ không còn lại cái điểm ở trên đó nữa, được chưa? Rồi, về phần sáng tạo ở đây thì theo thấy là Mạnh Dũng cũng rất là sáng tạo, vẽ được cái hình ảnh của mê cung mới này. Ngoài ra thì con lập trình được cho cái chú bướm là không di chuyển theo cái phương đứng mà nó có lại di chuyển cho nó theo cái phương ngang, đúng không? Đó, thì đấy cũng là một phần rất là sáng tạo. Bên cạnh đó thì con thêm được các cái nhân vật mới cho cái chương trình của mình. Rồi, đánh giá chung thì phần thuyết trình của Mạnh Dũng tốt, về cái phần dự án của con thì cũng khá là tốt. Rồi, hy vọng là Mạnh Dũng có thể tạo ra được nhiều cái sản phẩm hay hơn nữa để chia sẻ với thầy cô và các bạn nhé.